Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì cùng mình đến với những đội hình leo rank bá đạo mùa 11 nha anh em. Rồi thì ở cái cổng ván này thì mình sẽ đánh gói trang bị tạo tác. Thì đầu tiên được phán ra lên anh em. Nói chung môn ván này ra cái trang bị tạo tác mà mình muốn nha. Rồi đầu tiên cho gì? Cho Sen, Lúc và con Vienna. Thì như thế này, ví dụ như nếu có trang bị tạo tác nó là cái đại bác thanh thì mình cho Vina rồi không có luôn anh em. Rồi cánh nhắm ma pháp đại bác hãy đặt đao tím với kiếm của tay bạc, thì cái này khó. Nếu mà mình đánh thì khả năng mình sẽ lấy đao tím nha anh em, thì trong đây mình thấy được cái trang bị đao tím là ngon nhất. Thôi mình sẽ lấy đao tím nha anh em. Thì nếu mà mình lấy đao tím này thì mình sẽ hướng tới mình đánh bài bạc carry, bởi vì thật chắc mình thấy cái đao tím này nó dự hợp với bạc thôi anh em. Nhưng mà cứ từ từ nha, để mình coi thử cái loại ra hai trắng của mình ra nó sẽ cho mình cái gì. Vậy nói chung mình có khá nhiều đồ để mình muốn làm, nhưng mà thật chắc nhiều khi nó cái trang bị đặc tán nó cũng ra đồ mình không muốn. Hoặc là nếu mà như ở cái vòng đi chợ ở cái loại hai đây mà nó ra quanh ra ngon rồi không có anh em, loại vàng rồi trước sau nắm rõ rõ đối thủ là nó thạch rồi có cũng không may mắn luôn, thì khả năng sẽ lấy cái bóng may mắn nha anh em. Bởi sao mình sẽ lấy con, mình đang dự định là mình sẽ lấy con Tomko đánh với con Tamken, bởi vì khi mình đánh bạc là con Tamken carry mà anh em, thì đội hình này khả năng mình sẽ hướng tới mình đánh đấu sĩ bạc carry nha, đấu sĩ sạc sân. Mình sẽ dùng bạc với con CP và 6 con đấu sĩ. Nếu mà lên level 9 được thì mình sẽ kẹp thêm một con thần thoại vào nữa. Rồi thì mình sẽ soạn sơ bài như này, soạn cái tiếng ra bắt như vậy. Thì trong cái bài này mình kẹp đi thì mình có cả sử gia nữa nha anh em, mình sẽ kích đỡ sử gia vào, mình đi trong được với sử gia. Nói chung thì anh em cùng xem thử mình vui thế này, thử ván này ăn được không nha anh em. Nếu mà cái ván này mà ra được cán đấu sĩ nữa, 8 đấu sĩ quýnh mình về chắc điên luôn anh em. Giống như cái trận vừa rồi á, mình đánh 8 đấu sĩ lấy tôm cua á, thì cái trận đó mình sẽ lấy con Irelia carry, nhưng mà trận này thì mình đánh bạc carry rồi nên mình sẽ không dùng tới Irelia nữa, mình sẽ dùng bạc với CV. Nếu mà anh em nào máy thì anh em có thể quay tìm lại cái clip mà mình làm về 8 đấu sĩ anh em. 8 đấu sĩ đi nguyên một chùm lõi Tobuko vương miện đấu sĩ với lõi muốn đầy đủ, quýnh đúng kinh luôn nè. Rồi thì nhờ cái lõi này thì có con Tobuko thì nó sẽ tặng dòng nát được cho mình thêm một miếng vàng nha anh em, cũng đỡ tại có hơn không anh em. Rồi chết đó, rồi vẫn kịp hát thêm vàng nữa nè. Rồi ra này thì có 3 vàng rồi, nhưng mà anh em không hiểu sao vẫn thua AP được hay thật. Thôi đầu game quýnh chủ thua xíu nha anh em, chứ còn mà quýnh cái này mà anh em cứ đóng kiểu như mình hay đóng mà kiểu như caro anh em, anh thắng thua là mình bị thọt là tất nhiên lắm. Nói trong đồ đầu trận thì nó ra cho mình không được ngon lắm anh em, bởi vì đồ thế này thì vẫn chưa tận dụng được gì cho con tôm cô hết. Nếu mà có ráp thì chắc ráp cái đai lưng vô trước. Rồi thì thử xem thằng này mình bui theo đồ hình của mình, thử xem là con bạc nó còn bá đạo như xưa nha anh em. Và chắc thì con bạc thì một là anh em lấy cái đao tím, hoặc là anh em lấy cái cây đao mà đánh dãnh cấp sao anh em, cái đó anh em vẫn carry tốt. Nếu mà mình thấy ví dụ như bạc bây giờ mình đánh mình đi với đấu sĩ còn khỏe anh em, nếu mà có cái gì bật tay ương để cho con Tamken cầm nữa thì quạt vẫn ok. Rồi thì có vẻ đao này thua rồi anh em, đao này hơi yếu, nhà mình còn hơi yếu. Thôi cứ thua đi, thua lấy chủ thua cũng được. Rồi ở vòng ra đi chợ 2.4, rồi thì mình sẽ đánh bạc luôn nha anh em, bạc cầm cung hợp lý. Tí nữa dây căng kiếm em gọi quốc là mình sẽ ghép được cho nó cái chuyền đao rồi. Nói chung cứ vòng đi chợ chờ khá lâu anh em. Rồi còn mình có thêm một bạc nữa, bạc Riven Atox thì mình sẽ lấy con Riven vào chỗ con Rexai để mình lấy con kêu nha anh em. Kêu thì đây chắc mình lấy bùa tốc độ đi, bởi vì mình đánh hai con đam tay là chính rồi, đâu có đánh phép đâu.
Rồi chắc thì kêu là giờ lấy bùa để búp cho hai con hai bên thôi anh em. Rồi thì bây giờ nếu mà như đội hình thế này thì mình không biết có thắng nổi nhà này không ta. Ở đây thì Dyna cầm cầm đồ đó lúc rồi vẫn thắng rồi đây. Rồi thì nếu mà thắng thì khả năng sẽ xoay quýnh chủ thắng nha em. Bởi vì nói chung là khi có một tôm cua này thì nó cũng hát cho mình một mớ lợi tức anh em ạ. Xem, đã chọn một gói trong việc cái đầu tướng một phần. Bất kỳ thì mình sẽ lấy đấu sĩ anh em. Bởi vì mình đang đánh cho mình đấu sĩ. Nó cho mình một cái thêm một cái giấm máu và ba con red size. Ôi, các bác cái sai đều quá chứ nha anh em. Nếu mà bàn được thì mà bàn luôn. Nói chung là nãy giờ cũng hơi đen anh em. Không ra thêm tôm cua hết. Rồi, gặp nhà bên kia thì con Kim Đét đang cầm cái nhắm ma pháp. Có luôn vô này hải sản mới ghê chứ. Để xem ăn mình nữa. Nếu mà không đụng vào người con đấy của mình lại không nổi rồi. Rồi win tiếp nha anh em. Nhưng mà nhìn nó cứ phiêu phiêu thế này. Nói trong này do bất tướng hơi nhiều nên hơi thọt xíu, thọt vàng xíu. Nên là nãy giờ từ khi bắt cô tới bây giờ là cũng được 4-5 round rồi nên không ra thêm một con nào hết. Đúng đâu lần thiệt chứ. Khi mà anh em muốn mấy cái loại tướng đó, con tướng anh em càng lên ba sao nhanh thì anh em mới càng mạnh được, nhất là cái loại tướng vàng ở hai bàn anh em. Nhưng mà trận này nói chung là game không đủ lắm. Cái loại đồ nó ra cho mình cũng chưa được tốt lắm anh em. Rồi, đây cho mình một cái dòng nước mắt với một cái ớt choàng. Thêm một cái Neko nhỏ và một cái hấp và một cái đạo ra một cái đạo trang bị. Rồi thì cũng còn không tận dụng gì hết. Rồi thì khả năng ra mình sẽ ráp luôn trong tôi bằng thuốc đường thần giáp nha anh em. Các đồ bây giờ phải tối ưu cho nó để nó sống càng lâu thì nó mát thêm một chút tiền cho mình. Rồi thì để đánh xong rau này để coi cái rau 3.2 nó sẽ cho mình cái lõi gì đây. Nếu mà cái lõi này thì mình đang cần một lõi combat, hoặc là nếu mà ra tốt nhất thì mình cần cái lõi 2-1 cũng được, hoặc là cái lõi vé kim cương anh em. Nếu mà ra kim cương á, cho cái ron á. Thì cho cái ron mình đang cần bởi vì mình đang đánh cái đội hình tướng 1 tiền tới 3 tiền là nhiều. Rồi thì coi lõi 3.2 cho mình gì đây. Rồi vương miện sĩ gia, nhưng mà định vé kim cương. Với con ngọt. Rồi thôi lấy vé kim cương nha anh em. Bởi vì cái trận này mình ron khá nhiều ở dưới nên thành ra mình sẽ cần vé kim cương. Rồi, ra phát ban CV luôn. Red side ra thêm một con tâm kê nữa. Nói chung là ron ở đây hay bị kẹt tướng khó chịu lắm anh em. Có lại do tại mình đang level thấp á, mình không có lên, mình không có bỏ tướng vào được nó sẽ chiếm chỗ nhiều. Rồi, mình muốn đập lại để coi nó ra cái gãy quá khổ không, mà đập không ra nên mời đập lại cái công. Thôi để nó từ nha, để mình đang tấn ghép luôn nó cái gì, nhưng mà để nó từ để mình đi chợ rau 3.2 thì coi thử có làm được cái dòng. Rồi thì gặp nhà bên đây đang đánh thắt ám anh em, thắt ám thuốc sư rồi. 4 thuốc sư. Được đó nha. Ăn nổ hôm nay ta. Rồi tập 20. Mất giữa tháng của tôi rồi. Chú bé đằng nhớ mặt đấy. Rồi demo cho bạn giờ đánh kết quả. Thắng hay thua đây. Thôi cái chọn thắng đại anh em. Rồi mình sẽ lên cấp 6 luôn nha anh em. Cấp 6 để mình thay thôi, mình bỏ con Garen ra ngoài thì mình lấy 4 đấu sĩ ra. Thì do tại mình tính phải lên level 6 để mình ron, là mình vừa ron để mình lấy tướng 3 vàng và vừa ron lấy tướng 1 vàng 2 vàng luôn anh em. Chứ còn ở level 5 thì nó hơi chặt xíu. Nói chung bây giờ mình có vé kim cương mà. Thì nói chung cái khúc này là sẽ bị đóng hơi nhiều đây. Rồi cái này sẽ bằng tốt để bạc để con
lúc nói chuyện ngay mỏ rồi, bên kia có gì, gì vặt tay con trâu quá này mà. Nó bắt đầu rát đồ rồi. Trời ơi, tôi mua cô mình kìa. Tôi muốn máy quay cô kìa. Nằm không nổi. Ghét thôi. Rồi chắc là phải quay lại quýnh trường cô anh em ơi. Rồi thì ở ra đi chợ đây, mình ra mình lấy gậy quá khổ nha anh em. Nói chung bây giờ phải túi đam cho con bạc chứ anh em ơi, yếu quá rồi. Nói chung mỗi lần đi chợ lâu quá, đợi mệt luôn. Rồi thì còn đến đây sao anh em, còn kia ghép luôn dịch khổng lồ không? Rồi nãy giờ mới ra được con tôm cô nè. Rồi tăng kênh 2. Rồi thêm con tăng kênh nữa. Ron tăng kênh mà nó còn đơn giản hơn Ron tôm cô này mà. Phải làm luôn dịch khổng lồ này mà. Chơi luôn đi. Ngại dịch bận. Ván này thì mình thấy có khá nhiều nhà lấy cái gì vật tay ương. Nhưng mà cái gì vật tay ương này mình thấy là chỉ có những con nào mà nó bút giáp nha anh em. Ví dụ như tăng kênh nè, con tăng kênh bút giáp nè, hoặc là những con bút giáp á, đừng có bút máu. Một là tăng kênh, còn hai là Idoi bút giáp liên tục anh, bởi vì nó phải bút giáp liên tục thì nó mới lên cái lượng máu nha. Chứ còn anh em đưa máy tướng hồ máu cái cầm thì không tận dụng tốt anh em ạ. Rồi ở con kênh hồ này cho CV tăng tốc. Mấy cái tăng tốc này nhiều khi lượng đồ dễ bị hố, cắn không kịp. À thì bây giờ cứ phải tiếp tục ron thôi nha anh em. Được rồi. Mình có 5 tăng kem rồi anh em ơi. Đó bắt đầu rồi. Thôi bán luôn 6 tăng kem. Dạ tóc ra đầy. Khó quá anh em ơi. Làm sao đây. Khó nha. Rồi gặp bên kia lại thêm nhà đó thắc ám rồi nè, mà bên kia Yone đang cầm đại bác nhân thanh. Mình thấy con Yone này cầm đại bác nhân thanh nó không có hợp nha anh em. Cái đại bác nhân thanh này mình thấy một là cho con Wijana cầm, hai là cho con Lee Sin cầm. Mình thấy hai đó hợp lý hơn. Bởi vì sao cái đại bác nhân thanh này anh em cho cái hệ song đấu nó cầm á, bởi vì nó cầm nó quýnh nó vừa tăng tốc mà nó vãi nha anh em. Và mình đã có ý tưởng để khi nào mình kiếm thử cái đó cho con Yone cầm thử coi coi sao. Đó bây giờ khá đen anh em ron, nãy giờ mà không ra được con Tobuco trong khi đang cầm vé ron cương anh em. Tướng 3 vàng 25%, 1 vàng 30% mà ron tướng 3 vàng ra dễ hơn 1 vàng. Rồi thì mong cái trò này cho toàn tiền không anh em ơi. Cho tiền, cho một cái lai máu, một cái... Đấy, tôi ráp luôn anh em, chơi luôn chơi xin phá luôn. Giờ tú đồ chúng ta. Nói chung bắt đầu bây giờ cứ kẹt tướng anh em ha. Kẹt tướng nó khó chịu nha, bây giờ bắt buộc phải bán đi bớt. Bây giờ ra tung cô nữa. Nói chung vừa muốn red side lên mà vừa dính nữa. Rồi ra bạc nữa, giờ làm sao đây. Khó nhờ. Ở ron này là bực nhất là cái vấn đề kẹt tướng. Giá chi mà nó ra cho mình con CP đi. CP mình lên CP3 chứ. Mình được trống thì muốn ô rồi. Thôi cái này khóa đỡ lại nha anh em, khóa đỡ suy nghĩ lại đã. Thôi chắc bán con red side đi. Rồi vô bị đóng, tơi tả anh em ơi. Rồi còn đi chợ 4 chấm. Không có gì ngon, banh ra rồi, bây giờ mình banh ra thôi, lấy 500 một kim nha anh em. Để lấy mình tháo đi vô, tháo vô ra. Rồi thì lên được CP 3 sao rồi anh em. Bạc thì ra khá nhiều, thật chất. Rồi sống bạc rồi, thứ ban tôm cô nữa anh em ơi. Thôi sẽ rút đồ ra trong tu cô nè, cho nó cầm hai đồ giáp thôi, cái chơi xong phá mình dễ cho con CP cầm. Đây mình sẽ lấy tràn để tới nữa mình đánh ra 4 chấm thì mình kiếm lấy cho bạn ghép tới 4 cầm nó nha nè. Nói chung ở ra 4 chấm này mà mấy cái con carry chính mà mình chưa lên được là hơi bị trễ rồi. Đồ hình bên kia bắt đầu khá mạnh lên rồi nè.
Rồi cái này thì ăn không? Chắc khả năng là ăn được anh em ơi. Nói chung lên được con bạc hay sao thì cũng đỡ đam nữa nè. Ăn được không đây? Ô vẫn được anh em ơi. Ăn một chép. Rồi ra galo luôn. Rồi galo thì mình sẽ thay cho con red size để mình lấy lại sự da. Rồi ra bạc tiếp. Không ra tung cô anh em ơi. Giờ thành ra là bị kẹt rất là nhiều rồi ra tăng ken nữa chứ. Giờ bỏ nào đây? Chắc khả năng là bỏ chắc anh em đó không? Tướng ba bàn mà mình ron sắp lên ba tới nơi rồi mà tướng một bàn mình chưa được anh em ơi. Rồi thì bên kia có con Olivia 3 Lee Sin cầm đại bán nguyên thanh với chiếc Tanai 3 gửi gớm vậy. Giảm lại đến lãi. Khá ghê anh em ơi. Móc bọc ra ghi còn 4 bạc. Quý phòng hộ. Để rồi bên kia cũng lấy bán nguyên thanh em. Hãy càng. Rồi ra đi chỗ 4.4. Thôi lấy cái chạy ra lấy cái áo tràng này nè. Để ghép bút rồi. Chưa chạy chắc. Nhà bên kia có nhà kia giáp vàng được hai con rồi, hai con sống đấu rồi. Ai mỗi lần mà chơi kẹt tướng thế này khó chơi khó chịu thật sự. Rồi lại ra bạc của tung cô giờ hai con giờ phải bỏ ai đây? Bỏ không quá anh em ơi, thôi chắc cho bạc lên ba luôn nha anh em để cho anh trống chỗ. Đẹp quá. Anh em đã ác không? Ron ở level 6 mà ron tướng 3 tiền lên trước cả tướng 1 tiền. Giờ ra con nai. Khó nhỉ. Rồi ra luôn tăng kê đen không? Cuối cùng là lên 2 tướng 3 vàng trước. Còn anh Tô Buko của mình vẫn chưa thấy đâu. Thì có tăng kênh ba bàn rồi anh em ơi. Giờ phải cố gắng ron con Tung Cô ơi. Ra sáng luôn Tung Cô ơi. Tung Cô đã liên quan gần vô. Giờ làm sao đây? Giờ nó kẹt tướng lung tung hết em ơi. Rồi cuối cùng có Tung Cô rồi em ơi. Tung Cô ba rồi. Đóng được một khúc rồi. Do tại nãy giờ ron Tung Cô nó hơi đen chứ nếu mà ron mà nó ra sớm anh em tích tiền lên được level ngon rồi. Rồi lại xếp tay, xếp có tay thì bên kia cũng có lúc 3 rồi anh em ơi, nó trói nên hơi bị đau. Với cái gì vật tay ương nữa nó trâu anh em. Đó anh em thấy Eloy nó cầm gì vật tay ương không? Chắc nếu mà nó mà lên 3 sao nó carry được nha anh em. Nó sống một lâu lắm á. Rồi bây giờ cái vấn đề là phải tích tiền lên cấp. Nó nhét đứng vô vào được. Rồi thì bây giờ cứ có lực ron free thì mình ron thôi nha anh em. Ron free ron ví dụ ra tướng thì mình bắt. Còn bây giờ cứ giữ là tích tiền lên cấp lên anh em ơi. Ca này căng thẳng lắm. Nhiều khi chơi nhiều ván nó đen mà vậy nè. Ron hoài nó không ra. Cái này hên mà có vé ron kim cương chứ này mà không có vé ron chắc càng này coi như cút luôn anh em ơi. Rồi thì nó cho mình là một cái giáp số một cái nữa. Có nhỉ. Khả năng mình sẽ lấy cái đai khổng lồ đây anh em. Đai khổng lồ để mình ghép với mắt tự thăng để mình lấy cái gia truyền tuyệt tội. Nó cho anh em cầm gia truyền tuyệt tội luôn. Mình cấp anh em ơi, mình cấp chút thêm xà lách vào cho vui. Để nó trống xíu. Rồi bên kia này đã có Yone 3 sao rồi. Yone cầm đại bán thanh Yone với Alune 3 sao. Nhưng mà cũng khá đen ha. Rồi xong nó chặt thẳng vô mặt con bạc mình luôn rồi. Nhưng mà sao anh em? Vẫn được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Tôi với cô vẫn sống. Vẫn ok anh em ơi. Hợp. Đà vàng vào túi. Rồi, rau khác không ra gì thôi nè. Giờ bắt buộc phải lên cấp. Nói chung muốn cái này thì ít nhất ở cấp 8 anh em.
bởi vì mình muốn nợ cấp 8 để mình nếu mà phải lấy được 6 lốc sĩ cơ đã. Để coi mình giáp vàng được 4 con rồi. Để coi bán này giáp vàng bao nhiêu con nha anh em. Giáp vàng bao nhiêu con đây. Rồi bên kia gặp nhà Cinderella. Cinderella cầm 2 cái mũ trứng đây nhỉ. Với thêm con dôi nữa. Dôi bên kia quýnh quýnh phòng pháp sư. Đó bên kia được 6 pháp sư rồi anh em ơi. Quýnh lại đây. Thế mà Tobuco mình cầm phút rồng cho nó không cầm phút rồng chắc quýnh sớm luôn anh em ơi. Bởi vì là các cái phút rồng nó khắc chế mấy cái con tướng pháp sư ghê lắm nha anh em. Rồi hay lắm. Quýnh thẳng vào mặt con Cinderella. Xém thua anh em, xíu nữa thua rồi. Deadside. Giờ không muốn bắt Deadside nữa anh em. Thấy không? Ron ron cờ đó mà không ra thêm được cái gì hết mà. Để trông hơi lỏ xíu. Nếu mà thật chắn đội hình này quýnh level 9 đó là cái đội hình cũng chuẩn luôn level 9 đó. Là 6 đấu sĩ, 3 sĩ gia, 2 sĩ lục sư và 3 thần thoại nha anh em. Bởi vì nếu mà mình để mình đồ đạc mình ok á thì mình để, bởi vì sao ở trên cái dàn 6 con đấu sĩ của mình nó tăng là quá trâu rồi. Ở dàn dưới của mình có con bạc. Mình thêm một á là anh em sẽ quýnh bằng, nếu mà level 9 anh em quýnh bằng con Lydia hoặc là quýnh bằng con IG người anh em. Rồi con đi chợ 5 chấm. Lúc này con chờ tướng muốn vàng. Tướng muốn vàng giờ mình con làm như con này. Khả năng mình sẽ ra, nếu mà không ai lấy Galo mình sẽ lấy Galo anh em. Để lấy Galo lên 2. Còn cái trùy xuyên phá về cho luôn con CP cầm luôn anh em. Chơi đồng quà đồ luôn. Chơi giải cho nó chắc. Chắc chơi người dơi. Rồi lấy Galo nha anh em. Lên Galo 2 chứ đã. Căng thẳng quá. Rồi đó tới Galo 2 giờ ra Galo tiếp. Rồi thì ở đây mình sẽ bỏ con Red Sai vào để lấy kích móc 6 lốc sĩ nha anh em. Rồi cho CP cầm trùy xuyên phá luôn. Nói chung là mình cũng đang muốn cách giờ hơi khó. Nếu mà bây giờ mình máu 43 43 31 24 15 4, cái này mình sợ khả năng mình không kịp lên level 9 anh em ơi. Rồi thì bên kia gặp lại cái nhà xong đóng bên kia thì không biết thằng này ăn hay thua đây. Lại thua rồi. Không mà khả năng giờ ăn anh em ạ. Bởi vì bây giờ cái đội hình ở trên của mình nó mạnh rồi nè. Tôi bắn đấu sĩ trâu lắm. Muốn Lee Sin đá không nổi. Đá không chết nổi Tobuco của mình. Rồi thôi tiễn bạn lên đường cho bạn. Rồi thêm Galo nữa. Rồi thêm được con Ribbon 3 sao nữa nè. Đó là đội hình mình là được 5 con rồi đó. 5 con 3 sao rồi. Dây mà bị đập tơi tả nữa thôi luôn. Giờ là chắc chỉ thua tướng 4 vàng với tướng 5 vàng 3 sao rồi anh em. Chắc còn lại là quýnh chắc cày hết được rồi. Rồi bên kia quýnh mấy đốc sĩ mình như gãi mà này. Quýnh Tobuco, giờ quýnh Tobuco không nổi mà. Tobuco mình, ôi trời ơi. Tobuco mình cũng gãi người ta nhưng mà người ta không gãi mình thôi. Tobuco còn sống là còn chơi được nha anh em. Rồi chú bé đằng này, chú bé đằng chuẩn bị đi rồi. Trời lắc. Nói chung bây giờ phong băng lên level 9 thì lên không kịp. Mà Ron thì không biết, Ron level 8 có bé Ron nổi tướng 4 vàng 3 sao đây anh em. Khó thế nhờ. Nói chung đam mình thì mình đủ rồi anh em. Đam thì đủ rồi đó. Khả năng là mình sẽ kiếm thêm cái đồ tăng cho con tăng kênh nó cầm. Rồi lấy cái máu đi này mà. Lấy cái máu nha. Lấy máu cho tăng kênh cầm. Dạ thôi bao câu cũng còn. Rồi ly nè. Thì chắc khả năng mình sẽ run đội đỡ ở level 8. Ủa điểm thế. Rồi thì chắc bán xong mình sẽ lấy con Atrox vào con Lisa nha anh em. Và tại cái khúc đầu dở ghê á, nếu mà khúc đầu mình lựa mình bắt ai chấm mình bỏ Red Sai ra là ngon rồi. Khả năng là chấm bây giờ con ai chấm mình nó cũng giáp vàng được luôn rồi anh em ơi. Không biết bây giờ giáp vàng kịp không đây. Ở trong do tem bạn cũng gần hết máu, gần chết hết rồi anh em. Rồi không kịp thời gian. Rồi bên kia mạnh thì có mạnh đó, nhưng mà sao mà đánh qua được cái hình đấu sĩ của mình nữa.
Nhàn thủ quá ghê. Rồi thêm con cấp này. Nếu mà bây giờ ba con này, nếu mà mình ron được con Liliana ba trước thì mình sẽ kẹp Liliana vào. Bé kim cương ron dày mà ron không ra này mọi người. Trời ơi, rồi 6 alo rồi anh em, ba con nữa. Rồi salad luôn, 5 salad. Rồi hai cấp Liliana. Rồi 6 hai cấp, 6 salad, 6 Galio. Đứng kẹt buồn ghê anh em ơi. Biết lên kịp không này. Dạ, không muốn chất bạc mà thôi. Rồi, tuyển dòng cho bé Đằng đi luôn nha. Rồi, bây giờ còn hai nhà thôi nè. Mình thì đang cháy rồi. Chắc bây giờ mạnh quá rồi mà. Bây giờ quan trọng là mình đang muốn dắt vàng thêm. Không biết kịp thời gian không đây. Rồi, 7 Galio rồi anh em. Ủa đây. Đèn dữ vậy. Không xà lát. Rồi, ăn Galio nữa, lên Galio 3 rồi anh em ơi. Chắc là bán này là mình dắp vàng được 2, 4, 6 con rồi nha anh em. Thì hiện tại mình đang còn xà lát thiếu 2 con. Ai cấp đây nữa là ai cấp mình thiếu 1 con nữa là mình dắp vàng lên được rồi anh em ơi. Đang cố rồi. Đen quá, không ra được. Để đồng cương nó ra anh em ơi. Trời, bắt lực thiệt chứ. Rồi bắt lực luôn rồi. Rồi bên kia sao giờ đánh lại mình được nữa. Bây giờ là bắt lực rồi. Nổi mấy con đấu sĩ của mình vô nó quật thôi còn chết nữa. Rồi thì tên bạn nào hàng anh em, tên bạn cho mình cơ hội rồi. Thôi thì mình xin hẹn gặp lại anh em mình trong clip sau nha.